M4 Raptor của một anh khách vừa mua về vừa lấy biển, và anh qua ngay bên FX Auto của bên Tuấn để lắp thêm ti đỡ nắp capo, dán phim 3M Crystalline, ghế chỉnh điện hàng ghế thứ hai và nắp thùng sau chỉnh điện. Đó là những món phụ kiện không thể thiếu cho một em xe Raptor khi anh chị vừa mới mua về. Đây là em Ford Raptor của một anh khách vừa mua về vừa lấy biển, và anh qua ngay bên FX Auto của bên Tuấn để lắp thêm ti đỡ nắp capo, dán phim 3M Crystalline, ghế chỉnh điện hàng ghế thứ hai và nắp thùng sau chỉnh điện. Đó là những món phụ kiện không thể thiếu cho một em xe Raptor khi anh chị vừa mới mua về. Và khi anh chị có nhu cầu lắp tất cả những phụ kiện này với những phụ kiện lắp chính hãng chất lượng, anh chị có thể liên hệ với FX Auto thông qua số điện thoại của Lê Tuấn FX Auto trên góc màn hình để được Tuấn chăm sóc và phục vụ tận nhà nha. Chúng ta sẽ cùng với Tuấn xem thành quả sau khi mà chiếc xe Ford của khách được độ xong. Cảm ơn anh chị đã xem video và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo trên YouTube Lê Tuấn FX Auto. Xin chào và hẹn gặp lại.